Bản tin chiều 14 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh ghi nhận tại 5 địa phương gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam. Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 2.733 ca mắc COVID-19. Thông tin 16 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh cụ thể như sau. Bệnh nhân 2.718 đến 2.722 có độ tuổi từ 29 đến 39 tuổi ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.718 đến 2.722 từ Nga nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN-5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh nhân 2.723, bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Ngày 10 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân 2.724, bệnh nhân nữ, 50 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ-735 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân 2.725, bệnh nhân nam, 58 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Mỹ. Ngày 28 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Singapore nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân 2.726 đến 2.728 có độ tuổi từ 23 đến 38, công dân Việt Nam, ghi nhận tại Hà Nội. Ngày 9 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.726 đến 2.728 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay JL751 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 2.729, bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại tỉnh Thái Bình. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ2519 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân 2.730, bệnh nhân nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân 2.731, bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 5 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.730 và 2.731 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN-5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân 2.732, bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân 2.733, bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại tỉnh Hà Nam. Ngày 11 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.732 và 2.733 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN-5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Số người cách ly 38.743, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 517, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.945, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.281. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 trên 2.733. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 16 ca, lần 2 18 ca, lần 3 18 ca.